Hi. Xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán. Các bạn, hôm nay mình nói về cách tính tổng phân số lớp 6, được chưa? A bằng 7 phần 1 nhân 3 cộng 7 phần 3 nhân 5 cộng 7 phần 5 nhân 7 cộng chấm 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 7 phần 99 nhân 101, được chưa? Khi để giải quyết những cái bài toán liên quan về tổng phân số, các bạn phải nhớ những cái kiến thức như sau. Thứ nhất nha các bạn. Thứ nhất đó là kỹ năng quan sát. Quan sát là sao? Các bạn nhìn nè, thấy 7 không ạ? Vậy là những cái hàng ngày 7 làm nhân, nhìn tự chung, ok chưa? Thứ hai là các bạn nhìn nè, 3 nhân 1, tại sao không đi 3 luôn đi mà phải là 3 nhân 1 hay là 1 nhân 3 hay là 3 nhân 5, 5 nhân 7, hiểu chưa? Đó, và 99 nhân 101, tại sao không ghi như vậy? Không ghi như vậy là có lý do của nó, hiểu chưa? Thứ hai là các bạn nhớ đến một cái công thức, đó là gì? Khi nhân tử phân số này A phần B, khi nhân tử một cái số nào đó thì mình phải nhân mẫu một cái số gì đó, ổn chưa? Thứ ba đó là mẫu số chung đây, A cộng B chia C thì mình sẽ tách thành mẫu số riêng. Ok chưa? Ba cái này các bạn cần phải nhớ. Rồi, bắt đầu thì các bạn quan sát giúp mình nha. A 77777 ha. Vậy mình đặt, mình khoan nha. Tại vì các bạn lớp 6 thì các bạn chưa gọi là đặt nhân tử chung. Thì các bạn quan sát đi. Đây nè, 3 à, 1 nhân 3 thì các bạn thấy nha. 3 mà trừ 1 được mấy ạ? Được 2, hoặc là 3 cộng 1 được mấy ạ? Được 4. 3 cộng 1 được 4. Còn đây là 5. Đây 3 trừ 1 được 2. 3 cộng 1 được 4. 3 nhân 1 bằng 3. Còn đây 3 5 trừ 3 được 2. 3 nhân 5 được 15. Vậy mình thấy rằng nó có đặc điểm là chung phép gì ạ? 3 trừ 1 bằng 2. 5 trừ 1, 5 trừ 3 bằng 2. 7 trừ 5 bằng 2. Và 101 trừ 99 bằng 2, thấy chưa? Thì mình sẽ làm đây, bạn quan sát kỹ giúp mình nha. Quan sát kỹ nè, 7 mình viết lại nè, thấy chưa? Thì mình thấy rằng ở đây 3 trừ 1 bằng mấy ạ? Bằng 2. Vậy ở trên mình đã nhân mấy ạ? Nhân 2 nè, các bạn thấy không ạ? Nhân 2 thì ở dưới phải chia 2, viết lại 1 phần 3, 1 nhân 3 chứ, xin lỗi. Tương tự cái này cũng vậy, cộng phải viết lại nè. 5 trừ 3 được 2 nè. Mình nhân tử cho 2 thì nhân mẫu cho 2 và viết lại cái mẫu nè. Được chưa? Thì tương tự mấy cái kia cũng vậy. Các bạn. 7 nhân 101 trừ 99 này ra 2 nè. Nhân tử cho 2 thì nhân mẫu cho 2. Được chưa? Đó, 99 nhân 101. Ok, bước này chưa? Rồi, thì tiếp theo các bạn thấy nè, ở đây có mình tách ra 7/2 nè. 7/2 nhân mình làm chậm nè, 3 trừ 1/1 nhân 3. Ở đây cũng vậy. 7/2 nè, 7/2 nhân 5/3/3 nhân 5. Tiếp tục đây, .. 7/2 nè, nhân cho 101 trừ cho 99 phần 99 trừ 101 nè. Được chưa? Rồi, đó. Thì các bạn thấy là 7/2 giống nhau, mình mang 7/2 ra luôn. Rồi, các bạn mang ra. Vậy mình còn cái gì mình viết lại. 3 trừ 1/1 nhân 3 cộng 5 trừ 3/3 nhân 5 cộng .. cộng 101 trừ 99 phần 99 nhân 101 tây nhân nè, các bạn xin lỗi. Rồi, được chưa? Rồi, mẫu số chung bây giờ mình sẽ tách thành mẫu số riêng. 7/2 viết lại nè.
mẫu số chung nè, giải tất căn mẫu số chung 3 phần 1 nhân 3 trừ 1 nhân phần 1 nhân 3 cộng 5 phần 3 nhân 5 trừ 3 phần 3 nhân 5 cộng chấm 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 cộng 101 phần 99 nhân 101 trừ 99 phần 99 nhân 101. Ok chưa? Rồi, các bạn rút nè. Đây rút đây nè. Đây rút đây nè. Đây rút đây nè. Đây rút đây nè. Đây rút đây. Đây rút đây. Thấy chưa? Rồi, sẽ bằng 7/2 viết lại nè. Thấy chưa? Rút hết còn số 1 các bạn. 1/1 nè, trừ 1/3 nè. Đó, cái nào mà không gặp các bạn viết lại. Cộng 1/3 nè, trừ 1/5 nè. Cộng chấm 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 cộng đến 1/99 nè. Trừ 1/101 nè, thấy chưa? Rồi, các bạn quan sát nè. Cái số sau, cái phân số sau nè với phân số trước nè, rút rút nè, rút 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 nè, thấy chưa? Đó, thấy không ạ? Hai số này số đối nhau nè, 1/3 đây trừ 1/3 gây cộng 1/3 là số đối nhau ạ. Số đối là gì? Số đối là số thêm dấu trừ thôi. Ví dụ như 2, số đối của 2 là trừ 2, số đối của trừ 2 thì thêm dấu trừ nữa là trừ trừ 2. Đó, nhớ số đối là các bạn chỉ cần thêm dấu trừ là được rồi. Rồi, 7/2 viết lại nè. Ở trong mặt còn lại là số 1 trừ cho 1/101. Ok chưa? Thì tới đây các bạn đã giải được rồi. Các bạn 1 là các bạn bấm máy tính, 2 là các bạn quy dòng mẫu số chung thì sẽ bằng luôn nha. 7/2 quy dòng mẫu số chung đi. 101 đây 1 nhân 101 ra 101, 101, 101 trừ 1. Chứ bằng 100. 7 nhân 1 100 chia cho 2 nhân 101 thì rút rút còn lại 50 nè. Vậy là ra 3 7 nhân 50 50 ra 350 chia cho 101. Ok chưa? Đó. Rồi, bạn nào có nhu cầu giải những cái bài tập liên quan về tổng phân số của lớp 6 thì các bạn có thể comment ở phía dưới, mình sẽ gửi những cái hình ảnh cho các bạn tổng hợp hết tất cả các dạng bài tập về tổng phân số nha. Rồi, trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những tổ clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.